quý vị, mới đây, một vụ tai nạn rơi xuống giếng sâu lại xảy ra ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Đáng chú ý, nạn nhân rơi xuống giếng là người có tiền sử về bệnh thần kinh, cộng với miệng giếng rất hẹp nên việc tiếp cận nạn nhân càng khó khăn hơn. Mặc dù vậy, với sự có mặt kịp thời, đội cứu hộ đã tiến hành giải cứu thành công chỉ sau 10 phút. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 2, người dân phát hiện anh Phùng TB, sinh năm 1982, ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị ngã xuống giếng nước bỏ hoang tại nhà riêng. Anh B trước đó đã có tiền sử về bệnh thần kinh. Ngay sau khi được báo tin, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động 2 xe đặc chủng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường để giải cứu. Sau khi tới hiện trường, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do giếng nước sâu hơn 25 mét, bán kính giếng rộng 50 cm rất nhỏ, hẹp, khó tiếp cận nạn nhân. Sau 10 phút nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân lên khỏi giếng nước an toàn. Đây cũng là hành động dũng cảm, không quản ngại điều kiện khó khăn, nguy hiểm của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ba Vì kịp thời giải cứu nạn nhân, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Trước đó, ngày 9 tháng 2, sau khi nhận được tin báo về cháu bé bị đuối nước ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 3 cán bộ công an xã Hòa Tiến đã kịp thời tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu sống nạn nhân. Tối ngày 10 tháng 2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Đà Nẵng sau khi cứu hộ cứu nạn thành công 2 nạn nhân gặp sự cố. Thư khen nêu rõ, thời gian gần đây, Công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm cứu giúp, giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn, mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình, dòng họ. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, việc các lực lượng cứu hộ 2 nạn nhân nêu trên thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng. Qua thư khen, Bộ trưởng Công an đề nghị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu giúp người dân bị nạn.